Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, trung vệ trụ cột tuyển Malaysia là Razak đã tiết lộ kế hoạch sắp tới đấu tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình. Dù vừa giành chiến thắng tương bừng trước Sri Lanka, nhưng trung vệ kỳ cựu Zafran Razak vẫn không quên gửi lời cảnh báo đến đồng đội về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Trong trận giao hữu hôm 5 tháng 10 vừa qua, Malaysia đã vùi dập Sri Lanka tới 6 bàn không gỡ. Tuy nhiên, việc đội Sri Lanka chỉ xếp thứ 202 trên bảng xếp hạng FIFA, rõ ràng khiến cho thầy trò ông Tan Trang Hoe không thể tự mãn với kết quả này, bởi Việt Nam nằm ở một đẳng cấp rất khác. Trong một chia sẻ với truyền thông Malaysia một ngày sau trận thắng Sri Lanka, trung vệ kỳ cựu Zafran Razak đã lên tiếng nhắc nhở các đồng đội của mình về việc Việt Nam hiện đang xếp hạng 99 thế giới và là một đối thủ khó bị đánh bại. Dù vậy, cầu thủ 32 tuổi này cũng không ngần ngại tuyên bố sẽ làm hết sức để ngăn chặn mọi cơ hội ghi bàn của đội nhà trong trận đấu giữa hai đội tại Mỹ Đình vào ngày 10 tháng 10 tới đây. Với Zafran, Malaysia đã thua Việt Nam quá nhiều và anh không muốn phải nhận thêm một thất bại nào nữa. Nhiệm vụ của chúng tôi là toàn đội phải nghĩ rằng mình không muốn thua nữa bởi chúng tôi đã có đủ thất bại trước Việt Nam rồi. Không dễ khi phải thi đấu trên sân nhà của họ nhưng Malaysia sẽ tập trung vào việc tìm kiếm bàn thắng càng sớm càng tốt. Với vai trò của một hậu vệ, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn sức mạnh của họ. Việt Nam có những cầu thủ tấn công tốt, tôi sẽ tập trung để không cho họ vượt lên và có cơ hội ghi bàn. Cũng cần phải nói thêm rằng vào lúc này, Malaysia đã ít bất cẩn hơn, chơi bóng nhanh hơn và chúng tôi cũng giữ bóng tốt hơn. Đó là một trong những điều mà chúng tôi đã cải thiện so với hồi AFF Cup. Với những màn trình diễn trong thời gian vừa qua, dù đã bước sang tuổi 32, tuy nhiên Zafran Razak gần như chắc chắn sẽ trở thành lựa chọn của ông Tan Cheng Hoe cho một vị trí trung vệ ở đội tuyển Malaysia. Để tìm được đường vào lưới Malaysia, Công Phượng Anh Đức hay Quang Hải chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn đến từ cái tên này. Ngoài phong độ tốt, kinh nghiệm của Zafran Razak cũng là một yếu tố được đánh giá cao. Trong bối cảnh Malaysia nhiều khả năng sẽ phải trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ vì cơn bão chấn thương, khả năng chỉ huy, đốc thúc tinh thần từ trung vệ này rõ ràng là điều vô cùng cần thiết vào lúc này. Trong một chia sẻ ngày hôm qua, thì tiền vệ Đỗ Hùng Dũng của đội tuyển Việt Nam cho biết đội tuyển Việt Nam đang rất háo hức đối đầu với Malaysia. Ngày hôm qua, nhóm cầu thủ Hà Nội vừa trở về từ Triều Tiên đã có buổi tập cùng các đồng đội để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Malaysia vào ngày 10 tháng 10 tới đây. Trước khi bước vào buổi tập, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết, luyện tập muộn cùng đội tuyển là vấn đề đã được huấn luyện viên Bác Hang Sơ điều chỉnh chuyên môn cho nhóm cầu thủ của Hà Nội. Sau trận đấu tại Triều Tiên, tôi và các đồng đội gần như không tập luyện vì không có sân bãi khi không được hỗ trợ. Tuy nhiên, không tập luyện ít ngày không phải là vấn đề quá lớn. Sau quãng thời gian dài thi đấu, nghỉ ngơi một tới hai hôm sẽ giúp chúng tôi lấy lại thể trạng. Đội tuyển Malaysia cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đấu với Việt Nam khi thầy trò ông Tan Cheng Hoe vừa có chiến thắng đậm 6-0 trước Sri Lanka ở trận đấu giao hữu tối hôm 5 tháng 10 để ra soát lực lượng và chọn ra những nhân tố tốt nhất. Đánh giá về đối thủ, Hùng Dũng cho biết Malaysia vừa có chiến thắng đậm nên có được tinh thần cao. Thế nhưng Việt Nam sẽ có lợi thế sân nhà ở trận đấu tới. Sự cổ vũ đông đảo của các khán giả sẽ là lợi thế của chúng ta. Không chỉ tôi, các cầu thủ khác của tuyển Việt Nam cũng đang rất háo hức được đối đầu với Malaysia. Tôi muốn khi bàn để dành tặng gia đình trước đội bóng này cũng như mọi đối thủ khác. Tiếp tục đánh giá về đối thủ Malaysia, Hùng Dũng cho biết thêm, so với AFF Cup, đội tuyển Malaysia đã bổ sung nhiều nhân tố mới, họ giành kết quả tốt trước Indonesia và chơi ấn tượng trước UAE. Đội tuyển Việt Nam phải nhập cuộc với tâm thế thận trọng hơn. Nói về trường hợp chấn thương dây chẳng đáng tiếc của Lương Xuân Trường, tiền vệ của Câu lạc bộ Hà Nội cho biết: "Tôi rất tiếc khi Xuân Trường chấn thương, tuy nhiên vị trí của cậu ấy để lại vẫn có từ 4 đến 5 người chơi tốt. Vì vậy, toàn đội và ban huấn luyện tin tưởng sẽ khỏa lấp khoảng trống mà Xuân Trường để lại. Thế nên, hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam vẫn đủ sức đương đầu với Malaysia." Khi được hỏi những cuộc nói chuyện với huấn luyện viên Park Hang-seo trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam, Hùng Dũng cho hay: Thầy Park đã động viên các cầu thủ Hà Nội sau khi bị loại khỏi AFC CUP 2019. Thầy rất mong đội bóng sẽ đi sâu để mang vinh quang về cho bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang Seo có lý do để vẫn đặt niềm tin vào công phượng cho các trận đấu tuyển Việt Nam đấu Malaysia và Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 dù không được ra sân ở đất Mỹ. Theo kế hoạch, vào ngày 9 tháng 10, huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ công bố 23 cầu thủ cho trận đấu gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Nhìn vào danh sách hiện tại, không khó để khẳng định rằng hai cái tên sẽ bị trí lực gia người Hàn Quốc loại vào phút chót nằm ở hàng công. Tuyến thi đấu có vẻ đang thừa quân số so với hàng tiền vệ hay hàng thủ. Dù sẽ loại bớt tiền đạo nhưng chắc chắn Công Phượng vẫn sẽ là cái tên mà huấn luyện viên Park sẽ giữ lại bất chấp chân suốt đang khoác áo Sean Jordan rất lâu không được ra sân thi đấu. Quyết định này của chiến lược gia người Hàn Quốc đương nhiên là không bất ngờ, bởi ai cũng biết huấn luyện viên Park Hang-seo đặt niềm tin lớn như thế nào đối với Công Phượng trong tất cả các giải đấu đã qua. Để vì thế, việc không được thi đấu chưa phải là rào cản lớn nhất khiến cho thuyền trưởng thuyền Việt Nam mất đi niềm tin vào Công Phượng, kể cả khi anh đánh rơi phong độ, không được thi đấu hay trong tay vẫn còn nhiều chân sút khác ổn định hơn. Huấn luyện viên Park Hang-seo đương nhiên là có lý do để trao niềm tin cho Công Phượng khi tính đến thời điểm này. Ở tuyển Việt Nam không có ai ghi nhiều bàn thắng vào lưới Malaysia hơn chân suốt trưởng thành từ lò Hoa Anh Gia Lai. Tính các giải đấu trẻ cho tới cấp độ quốc gia, Công Phượng đã từng ghi tới 5 bàn thắng cùng khá nhiều pha kiến tạo trong những lần đối đầu với Malaysia từ AFF Cup vòng loại U23 châu Á. Niềm tin vào Công Phượng càng lớn hơn bởi lúc này vị trí trung phong ở tuyển Việt Nam thực sự không có nhiều hay đang gặp vấn đề về chuyên môn khi tiến linh vẫn còn khá non kinh nghiệm trong lúc anh đức đang không ở trạng thái tốt nhất tuy nhiên dù đặt niềm tin lớn như thế nào nhưng huấn luyện viên park hang seo rõ ràng khó lòng trao cho chân suốt người xứ nghệ cơ hội đá chính bởi đây sẽ là một phương án vô cùng mạo hiểm ảnh hưởng lớn đến sự thành bại của tuyển việt nam điều này là dễ hiểu do công phượng sau một thời gian dài không ra sân chắc chắn khó lòng đảm bảo được trạng thái thi đấu tốt nhất. Điều này đã được chứng minh rất rõ tại Kings Cup ở trận đấu gặp Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Các trận đấu trong màu áo đội tuyển Việt Nam gần nhất nếu nói công phượng, chơi kém thì cũng chẳng phải. Nhưng bảo rằng anh đã hay là chưa. Chính xác hơn, công phượng chỉ đá tròn vai thay vì bùng nổ như kỳ vọng vì lý do không được ra sân thường xuyên. Ngoài ra, việc huấn luyện viên người Hàn Quốc giữ lại tiền đạo kỳ cựu Anh Đức cũng không nằm ngoài ý định sử dụng chân sút này như điểm đến của các tình huống xuống biên vốn dĩ luôn được coi là bài tủ của tuyển Việt Nam trong thời gian vừa qua. Điều mà Công Phượng không thể làm tốt hơn vì chiều cao có hạn. Thuyền trưởng tuyển Việt Nam vẫn dành cho Công Phượng niềm tin rất lớn, nhưng xem ra để thuyết phục huấn luyện viên Park nhằm lấy vé đá chính, có lẽ là chân sút đang chơi bóng ở Bỉ sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC mới đây đã công bố các tổ trọng tài sẽ làm nhiệm vụ tại các trận đấu thuộc vòng loại World Cup sắp tới. Theo đó, cả hai tổ trọng tài điều khiển hai trận đấu giữa Việt Nam với Malaysia và Indonesia đều tới từ các quốc gia Tây Á. Tổ trọng tài người Iran sẽ đảm nhiệm vai trò cầm cân nảy mực trong trận đấu giữa Việt Nam với Malaysia. Trọng tài chính điều khiển trận đấu là ông Mút Boyadi, 34 tuổi và đã được FIFA công nhận vào năm 2013. Trọng tài mút được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm dày dạn ở nhiều giải đấu lớn như AFF Cup 2018, U18 Châu Á 2018, Vòng loại U19 Châu Á 2018, Vòng loại Asian Cup 2019, AFC Champions League 2019. Ở trận đấu tiếp theo giữa Việt Nam và Indonesia, vị vua áo đen sẽ là ông Tuki Mohammad đến từ Ả Rập Xê Út. Hỗ trợ cho ông này sẽ gồm những trợ lý Maki và Husain. Trong quá khứ, ông Tuki Muhammad đã từng điều khiển trận đấu giữa Việt Nam với Malaysia tại vòng bảng FF Cup 2018. Ông này đã để lại ấn tượng mạnh mẽ khi có pha rút thẻ đỏ chính xác sau tình huống hậu vệ Sarunsat đánh nguội công phượng. Trận đấu này kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về các cầu thủ áo đỏ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.